Ngô Ngọc Đức sinh năm 1988 tại Hà Nội. Lên 5 tuổi, Đức tới định cư ở Berlin cùng gia đình. Theo đuổi ước mơ trở thành đạo diễn, Ngô Ngọc Đức học ngành thiết kế phương tiện và nghệ thuật phương tiện tại Đại học Bauhaus-Weimar. Sau đó, anh học thạc sĩ ngành đạo diễn phim tại trường Đại học Điện ảnh Bembelbaus Konrad Wolf. Từ các bộ phim đầu tay, đạo diễn trẻ Ngô Ngọc Đức đã thu hút sự chú ý của giới chuyên môn và công chúng Đức khi khắc họa cuộc sống của người Việt trên màn ảnh một cách rất chân thực, hài hước mà không kém phần sâu sắc. Mày làm gì đấy thế? Papa, con đang học cho cái fitness trainer license. License? License này quái gì? Ôi, du weißt doch, biceps und triceps. Mày phải học nghe chưa? Ngày xưa bằng tao sang đây á là không có điều kiện, là phải làm bằng tay bằng chân. Chúng tao Scheiße, jetzt kommt schon wieder die Geschichte. Quý vị và các bạn thân mến, qua clip vừa rồi có lẽ chúng ta đã biết đôi điều về đạo diễn trẻ Ngô Ngọc Đức và những thước phim của anh. Trong chương trình ngày hôm nay, hãy cùng trò chuyện với chàng đạo diễn này. Xin chào anh, cảm ơn anh đã dành thời gian cho chương trình Nét Việt Stories ngày hôm nay. Trước tiên thì anh có thể chia sẻ về con đường đến với công việc của một đạo diễn được không? Mình sang bên Đức thì cũng rất là lâu rồi, hơn 20 năm. Thì lúc bé xem rất là nhiều vua truyến, nên là bạn tốt nhất của mình là cái vua truyến. Nhưng mà xem rất là nhiều phim, mà qua phim mình cũng trao đổi văn hóa của Đức với cả mình rất là nhìn được các cái góc mà học về người Đức. Nên là và trước khi mình cũng rất là thích kể chuyện cho mẹ này hay là cho các em, nên là kết hợp tất cả thứ thì là mình cảm giác là điện ảnh là một cái thứ mà mình có thể là kể được một cái chuyện qua hình ảnh. Được biết là ngoài việc học theo học các trường đại học ở Đức thì anh cũng quay trở về Việt Nam để theo học ở Đại học Sân khấu Điện ảnh. Tại sao anh lại lựa chọn như vậy? Vì mình rất là quan tâm đến điện ảnh ở Việt Nam, mà mình rất là muốn so hai trường cái giáo dục nó khác nhau, rất là khác nhau. Nên là mình mới đăng ký là trao đổi sinh viên. Thì về Việt Nam thì mình rất là thích đến trường mà kết nối với cả các bạn trẻ làm phim. Qua những cái phim mà làm về cộng đồng người Việt ở Đức thì anh muốn khắc họa cái điều gì, muốn cho khán giả thấy được cái điều gì về cộng đồng người Việt ở đó? Mình nghĩ là mình là đạo diễn thì nên có một cái ý tưởng mà có một cái hướng gì để mà kể được khán giả phía Đức, nhưng mà vừa là một cái thứ cho người Việt Nam mình nữa, vì là bên phía Đức thì cũng chẳng có ai mấy mà làm phim Việt Nam. Truyền hình Đức thì họ chuyên môn dùng người châu Á để mà kiểu là dịch vụ cho cái nhân vật chính Đức ở đấy thôi. Nhưng mà mình thì có ý kiến là làm một cái phim mà nhìn góc của người Việt Nam nó sắc hơn, mà nó đẩy ra nhiều cái tâm lý của nhân vật hơn. Thì cái phim cuối của mình tên là Hoa và Quả thì cũng kể một cái chuyện của một người ông bố có một cửa hàng hoa quả. Vì là con đi học xa nên là ông ấy phải cần một người để giúp đỡ làm cửa hàng. Thì ông ấy hỏi một người Tây giúp đỡ ông ấy. Thì hai người đầu tiên nó rất là khác nhau nhưng mà cần nhau, vì là một người cần tiền còn một người cần người làm. Thì cái chuyện đấy thì mình là một cái chuyện hòa nhập đối với cả hai bên, hai văn hóa, nên là nó vừa buồn cười vừa buồn và vừa hấp dẫn cho khán giả, vừa người Đức người Việt Nam. Bộ phim Rau và Hoa Quả đề cập đến một chủ đề lớn là sự hội nhập và giao thoa giữa hai nền văn hóa Việt Nam và Đức thông qua câu chuyện tại một cửa hàng nhỏ mà ông chủ là người Việt, còn người làm công là một người Đức. Hoàn cảnh này không phổ biến ở Berlin, nhưng từ đây lại nảy sinh ra nhiều tình tiết mà người Việt ở Đức khi xem phim sẽ thấy như mình có một phần trong đó. Alter, bist du das? Warum du lachen? Ach, nichts, ich finde das gut. Meine Oma, die hat euch gespielt. Deine Oma, wie heißen? Hannelore.
Hannelolo. Nee. Hannelore. Hannelolo. Hannelore, genau. Ruf drücken. Trong liên hoan phim quốc tế tại Landshut, Đức, bộ phim này của đạo diễn gốc Việt đã nhận được 2 giải thưởng, giải phim hài hay nhất và 1 giải của khán giả bình chọn. Làm người Đức gốc Việt và làm phim về cộng đồng người Việt ở đó thì anh có gặp khó khăn gì không? Thật ra thì khó khăn là nếu mà làm phim truyện thì là tìm diễn viên. Diễn viên thì hơi hiếm ở bên đấy vì là các bác, các cô, các chú ở đấy toàn là đi làm rất là bận. Còn ngoài ra đấy thì tuổi trẻ của mình ở bên đó thì cũng ít người làm phim. Nhưng mà mình cũng rất là mong muốn là họ tham gia cái nghề về điện ảnh. Vì là nhiều khi thế hệ thứ hai thì học kinh tế này hay là học về y tá hay là gì đấy. Thì mình mong muốn cái thay đổi suy nghĩ, kể cả cho thế hệ đầu tiên cũng là có thể là con cái có thể vào nghề nghệ thuật, thì mình rất là thấy hấp dẫn. Anh đã làm phim ở cả hai nơi, ở Đức và Việt Nam, thì anh thấy là việc đó khác nhau như thế nào? Cái quá trình mà quay ở bên Đức với cả Việt Nam nó rất là khác nhau. Ở Việt Nam nó thay đổi rất là nhanh. Nhiều khi mình có một cái ý tưởng mà mình muốn làm cái đấy từ rất là lâu rồi, nhưng mà lúc mà mình đến nó hoàn toàn là khác. Đấy. Nhưng mà nếu mà bên Đức thì mình quay cái phim truyện lần trước thì là từ cái nhà sản xuất nó rất là kỹ càng, bàn rất là kỹ càng mà xin giấy phép mấy cả các cái thứ về hồ sơ là người Đức rất là rõ ràng. Mình kể thời gian mình quay bao nhiêu lâu mới biết là họ đồng ý. Thì đấy nó rất là khác với Việt Nam. Nhưng mà mình cũng là người Đức gốc Việt mà, nên là mình có thể chơi cả hai hướng được. Việt Nam là mình cái nơi là mình chuyển cảm ứng rất là nhiều, vì là mình quan tâm đến nước mà rất là nhiều cái câu chuyện vẫn chưa kể, mà đối với người Việt thì cảm giác là rất là bình thường, nhưng mà đối với người Tây là rất là lạ. Đấy, giống như là cái làng chài thì ở Việt Nam ai cũng biết, nhưng mà cũng không ai biết là họ sống thật sự như thế nào. Đấy là một cái thứ mà mình mỗi biết được nếu mà mình sống cùng với họ mới biết được, nên là mình cần nhiều thời gian để mà nghiên cứu. Nên là phim tài liệu nó là khó khăn cái đấy, là mình phải kết nối với cả nhân vật rất là sâu sắc nên mình mới làm một cái phim được thành công. Phải kết nối với nhân vật rất sâu sắc thì mới có thể làm phim được thành công. Điều đó hoàn toàn đúng với trường hợp của bộ phim tài liệu Tạm biệt Hạ Long. Bộ phim này là kết quả của những năm tháng đạo diễn Ngô Ngọc Đức gắn bó và thân thiết như người nhà của những người dân ở các xóm nhà nổi trong quá trình tái định cư theo đề án di rời nhà bè trên vịnh Hạ Long của tỉnh Quảng Ninh. Tất cả một động vật hay là một con người phải có đất và nước thì mới sống được. Chị ở đây 4 mấy năm rồi. Bám biển suốt từ lúc bố mẹ đẻ ra đến bây giờ. Bộ phim hoàn toàn không có lời bình. Âm thanh trong phim là tiếng sóng nước vỗ vào thuyền, tiếng máy chạy là tiếng cười, tiếng thở dài và những đoạn hội thoại hoàn toàn tự nhiên của các nhân vật. Phim tài liệu Tạm biệt Hạ Long đã giành được giải hội thoại xuất sắc, truyền thông đa văn hóa của Liên hoan phim Cosburst 2017. Tháng 4 năm 2018, Tạm biệt Hạ Long được công chiếu tại các rạp ở Berlin, Leipzig, Halle, Weimar và Dresden và được đón nhận nhiệt liệt, không chỉ bởi cộng đồng người Việt sinh sống ở Cộng hòa Liên bang Đức mà cả khán giả Đức cũng như giới chuyên môn. Báo Gelesers Anzeiger Đức đã đánh giá đây là một bộ phim tài liệu chân thực tới mức dường như khiến ranh giới ngăn cách với phim truyện bị xóa nhòa. Bộ phim gần đây nhất của anh là Tạm biệt Hạ Long, thì bộ phim đã đạt được những cái thành công rất là đáng kể. Theo như anh nghĩ thì vì sao người ta lại quan tâm đến câu chuyện của Tạm biệt Hạ Long đến như vậy?
lúc mà quảng cáo phim tài liệu ấy, thì là họ cũng không biết, vì là cái họ quen thì là xem phim truyện nhiều. Nhưng phim tài liệu nó có cái chất rất là thật, thì lâu dài họ không về Việt Nam hay là sống lâu ở Việt Nam thì cũng rất là nhiều người quan tâm đến. Thì là mấy cái buổi đầu tiên chiếu ở thành phố Berlin hay là Leipzig hay là các cái thành phố khác nó rất là đông, mà vừa người Việt mà vừa người Đức đến, mà vừa trẻ với cả già đến xem phim, thì mình cảm thấy rất là hấp dẫn. Vì là vừa cái thế hệ thứ hai, họ bảo là thật ra là sống lâu ở nước Đức quá, không biết cái nhiều cái văn hóa ở trong cái phim đấy. Cái quá trình mà quay ấy, nó rất là lâu. Anh mất thời gian là khoảng 5 năm, từ 3 năm quay đến 2 năm dựng. Thì cái phim đấy nó rất là mất nhiều công ở trong đấy, nhưng mà nó có một cái chất là mình rất là gần nhân vật, mà họ cuối cùng cũng quên cái máy quay. Nên là mình tham gia được cuộc sống của họ. Anh đã làm thế nào để họ có thể tin tưởng và họ gần như là quên cái máy quay và sống rất là thật ở trong phim đấy của anh? Thì mỗi lần mình ở đây lâu, trong 6 tháng như thế, thì các bạn toàn đến chơi với thăm. Thì ai đến thì cũng muốn đi Vịnh Hạ Long. Nên là mình mới đi Vịnh Hạ Long cùng với cả các bạn, giống như một người tour guide đấy. Mỗi lần mình đến thì mình cũng nói chuyện với cả dân ở đấy. Thì mình gặp một bà khoảng 80 tuổi, bà ấy bảo là cả đời bà mới lên đất 3 lần thôi. Thì cái đấy mình cảm giác là đấy là rất là thú vị, sao mà bà sống cả đời ở trên nước được. Thì là nó rất là hay, là giống như một bà ấy giống như một con cá ở trên biển mãi mãi mà cứ thỉnh thoảng lên trên bờ thôi. Thì là cái chuyện đấy mình mới cả rất là quan tâm đến. Thì là mới gặp anh chị Cường Lưu. Nhưng anh chị thì đi cứ rất là gần biển để mà kiếm tiền, nhưng mà cũng có rất là nhiều cái thứ buồn mà xảy ra ở chỗ biển, vì là anh chị cũng bị mất con gái ở trên biển. Thì cái chuyện đấy mình cảm thấy rất là xúc động, nên là hỏi anh chị là có thể tham gia cuộc sống cùng mấy anh chị được không. Thì mình vừa ăn vừa uống vừa ngủ ở đấy, vì ở làng trai chẳng có cái chỗ khách sạn nào hay là gì đó, mình họ ăn lúc nào thì mình ăn lúc đấy. Mà nó từ đó mới nó đẻ ra rất là nhiều cái thứ buồn cười mà nó cũng rất là thân. Thì đầu tiên họ cũng kiểu cố gắng là kiểu cũng diễn đấy, kiểu giống như mình ấy, nhưng mà sau đó quay 48 ngày mà nhiều cái hoàn cảnh nó rất là khó khăn đấy. Lúc mà mình quay mà một ngày rất là mệt là lúc là di chuyển đấy, họ bảo là anh không hiểu được em, sao em mà làm lâu dài như thế, khổ như thế mà sao mà cứ vẫn còn quay tiếp đấy. Nhưng mà nếu mà bây giờ mà mình cho anh hay là chị xem cái phim đấy thì là một cái kết quả nó rất là đặc biệt. Được biết bộ phim đã tham gia một cái liên hoan phim ở Mỹ. Anh có thể chia sẻ kỹ hơn một chút về cái hành trình mà đưa cái đứa con tinh thần này đến Mỹ? Mình thì rất là thấy hấp dẫn là được chỉ cái phim này các nơi. Mà nhất là bên Mỹ thì cũng cộng đồng Việt Nam mình rất là đông, nên là họ cũng rất là quan tâm đến. Thì cái liên hoan phim đấy là phim liên hoan phim Việt Film Fest, thì cũng rất là nhiều người Việt đến tham gia xem cái ấy, mà quan tâm đến đề tài mà mình quay ở Việt Nam. Thì ở Berlin hay là các cái thành phố ở nước Đức ấy, thì mình chiếu cái phim đấy thì khán giả đánh giá rất là cao, nên là mình cũng có thể là mình muốn là ở trong vài dạp gì đó chiếu ở bên Mỹ thì để họ xem cho nó rộng rãi hơn. Nhưng đấy là một cái mong muốn của mình thôi, còn sang đấy để chia sẻ với cả khán giả thì đấy là cái thứ mà mình rất là hồi hộp. Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ của anh, và xin chúc cho đạo diễn Ngô Ngọc Đức sẽ có nhiều bộ phim thành công hơn nữa trong tương lai. Đến đây chương trình Nét Việt Story xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.